Đó tôi ký hợp đồng xong tôi hồi hộp quá tôi để quên ở đó luôn rồi. Để quên. Trời ơi. Thì ra là có hợp đồng nhưng mà để quên. Rồi ý vậy là sao? Tôi nói thiệt mà anh không tin nữa hả? Không, anh tin mà. Em là em của anh mà, anh phải tin nữa chứ. Em là có một cái hợp đồng đóng quảng cáo rồi. Ê, cái thái độ là sao hả? Xin lỗi nha. Minh, làm gì vậy? Tôi nghe lưỡng miệng quá. Có gì đâu mà lưỡng miệng. Ông nhìn nét mặt của Mẫn, nhìn dáng vóc của Mẫn đi. Nhìn là biết kiểu gì cũng là một ngôi sao quảng cáo, ông hiểu không? Ông tự nhiên ông đi cười như vậy, người ta gọi là cười khẩy đấy ông ạ. Ông mà muốn cười là ông phải cười thẳng vào mặt. Tôi nói thiệt ông tin là sao? Bây giờ nha, tôi chưa nổi tiếng nha, không lo tranh thủ xin chữ ký chụp hình gì đi nha. Bố tôi nổi tiếng thành siêu sao. Đừng có lại mà nói là người quen nha. Nhớ nghe chưa? Nhớ nghe chưa? Mấy chú tuổi gì mà đòi chơi anh? Hả? Nhớ đừng làm phiền tôi nữa nghe chưa? Chú em. Đủ rồi. Chú em. Chú em. Chú em ơi. Chú em. Chú em ơi, tôi muốn nói chuyện với chú. Lại chú em. Chú em ơi, đứng lại chú em. Đứng lại, đứng lại. Sao mà anh dí tôi qua vậy? Tôi mệt quá. Giờ anh muốn làm gì làm đi, tôi đứng yên rồi đó. Tôi có làm gì cậu đâu. Tôi chỉ muốn gặp cậu nói chuyện thôi mà. Ủa không phải anh là diện binh của tụi nó hả? Anh là diện binh gì đâu. Anh chỉ muốn gặp em nói chuyện thôi. Vậy sao nãy anh không nói sớm? Trời ơi, em chạy quá trời sao anh nói được. Vậy giờ tóm lại là ông anh muốn gì? Anh xin tự giới thiệu. Anh là Tú, nhân viên bên công ty quảng cáo. Bên công ty anh cần một diễn viên có võ thực và ngoại hình dốc dáng giống như em, mà em là đảm bảo những yếu tố đó. Vậy là ý anh muốn mời em đóng quảng cáo đó, hả? Đúng rồi, anh muốn mời em về công ty anh đóng quảng cáo, mà hình tượng á cho diễn viên đó là một người anh hùng oai phong lắm nha. Muốn mạnh như tôi, hãy sử dụng nước tăng lực mạnh hổ. Em ơi, em có đồng ý không? Dạ, em đồng ý luôn anh. À, đây là hợp đồng quảng cáo sản phẩm. Thôi, sản phẩm gì em cũng đóng được hết trơn á. Miễn là em được xuất hiện trên truyền hình, anh khỏi trả tiền cho em luôn. Cũng được, không sao hết. Đây, em coi hợp đồng đi rồi ký, được không? À, công việc mình làm thì phải nhận lương chứ. Em coi đi rồi ký giúp anh. À, ký đây phải không anh? Đúng rồi. Xong rồi anh. Ok, cảm ơn em. Thích quá. Mình sắp được trở thành siêu anh hùng rồi. Bên công ty anh cần một diễn viên có võ thực và ngoại hình dốc dáng giống như em, mà em là đảm bảo những yếu tố đó. Khùng hả mày? Lần sau đi cẩn thận nghe chưa. Ồ, bữa nay này nó ngộ nghỉnh gì ta? Mẫn à. Mẫn. Em im lặng tí cho anh học bài được không? Anh muốn học thì đi chỗ khác mà học. Em đang bận luyện tập. Phòng này có hai đứa ở chung em phải biết điều chứ. Bây giờ em đánh đấm rầm rầm vậy sao anh học? Vậy thì hai người đi qua nhà anh Long học đi. Bây giờ tôi phải luyện tập chăm chỉ rồi. Trời ơi. Luyện tập chăm chỉ. Luyện tập chăm chỉ mà đi ăn cướp hả? Mới nhận kèo quýnh lộn với ai nữa đúng không? Anh nói gì vậy? Tôi đang chuẩn bị đi đóng quảng cáo đó. Hả? Đóng quảng cáo? Ôi mẹ ơi. Đóng quảng cáo hành động võ thuật. Ôi trời ơi. Trời ơi.
hành động võ thuật là em đóng cái vai mà bị người ta đánh hả? Anh nghĩ gì vậy? Giống như tôi phải đánh người ta rồi về giống như hả? Ôi trời ơi! Ôi em xạo quá. Ê, quảng cáo gì có hợp đồng đâu, đưa ra coi. Hợp đồng hả? Ờ. Xin phép anh em về. Chị em về, em gắng tập luyện. Khi nào có lịch anh sẽ thông báo cho em. Dạ ok anh, em sẽ ráng tập luyện tốt. Ok em. Đâu? Hợp đồng đâu? Ờ thì hôm đó tôi ký hợp đồng xong tôi hồi hộp quá, tôi để quên ở đó luôn rồi. Để quên? Trời trời. Thì ra là có hợp đồng nhưng mà để quên. Hai người ý vậy là sao? Tôi nói thiệt mà hai người không tin nữa hả? Không, anh tin mà, em là em của anh mà, anh phải tin đó chứ. Em là có một cái hợp đồng đóng quảng cáo được. Ê, cái thái độ là sao hả? Xin lỗi nha, xin lỗi nha. Minh, làm gì vậy? Tôi ngại ứng miệng quá. Có gì đâu mà ngượng miệng. Ông nhìn nét mặt của Mẫn, nhìn dáng vóc của Mẫn đi. Nhìn là biết kiểu gì cũng là một ngôi sao quảng cáo, ông hiểu không? Ông tự nhiên ông đi cười như vậy, người ta gọi là cười khẩy đấy ông ạ. Ông mà muốn cười là ông phải cười thẳng vào mặt. Tôi nói thiệt ông tin là sao? Bây giờ nha, tôi chưa nổi tiếng nha, không lo tranh thủ xin chữ ký chụp hình gì đi nha. Mốt mà tôi nổi tiếng thành siêu sao, đừng có lại mà nói là người quen nha. Nhớ nghe chưa? Nhớ nghe chưa? Không dám đâu. Em còn phải học bài. Không dám đâu. Em còn phải học bài. Có kìa. Em còn phải học bài. Không dám đâu. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Úi dồi ôi, đấm như thế mà đòi đóng quảng cáo. Em à, cho anh hỏi chút, hai em có biết bạn Mẫn học lớp 11A4 không? À, Mẫn nhỉ? À, có việc gì không anh? Anh tìm Mẫn có việc, mà điện cho Mẫn hoài không được. Hai em biết Mẫn ở đâu không? Căng nha. Anh tìm Mẫn có vụ gì không? Nó phá nhà anh hả? À, anh xin tự giới thiệu, anh là Tú, nhân viên bên công ty quảng cáo. À, anh có hẹn Mẫn đi quay, mà giờ điện cho Mẫn hoài không được. Hả? Quảng cáo? Mẫn quay quảng cáo thiệt hả anh? Có sao không em? Oh my god! Đâu sao đâu. Anh ơi, nhìn em vậy có đóng được quảng cáo gì không anh? Anh Tú! Đâu? Điều may mắn thì lúc nào cũng tới hai anh em bạn của tôi thì sao? Thôi mà bỏ ra, bỏ con ra đi con. Con hỏi nhà mình đừng có coi nữa, bỏ con ra. Mày im lặng đi, sắp tới rồi kìa. Đây nè. Thôi mà, mình bỏ ra thì... Nè, bình tĩnh coi kìa. Ôi, mẹ hãnh diện quá, mẹ không ngờ có một ngày con trai mày được lên tivi. Ôi, luôn mà. Coi cái mặt á, cái mắt cỡ dễ thương gì đâu. Không phải như vậy đâu nội. Nè, hãy. Ủa, em đi cho mọi người coi. Nè, con thông báo cho mọi người biết hết chưa? Yên tâm, con nói nguyên một sớm, con gọi về dòng họ mình đi quê luôn. Mình đi dòng họ mình sẽ hãnh diện với mẹ mở. Mẹ nói mấy bà bạn mẹ đó là cháu nội tôi được lên TV đóng quảng cáo rồi, mấy bà ganh tị dễ sợ. Hỏi mẹ ơi, con hạnh diện quá mẹ. Để con hôn người nổi tiếng đó nè. Đừng để mất thời gian cả ngày vì gãi. Hãy dùng thuốc chỉ lát. Là bé. Alo. Dạ. Dạ. Dạ.
Ủa gì mà? Ở dưới quê gọi điện thoại nói nhà mình nghĩ sao mà cho thằng Mẫn đi đi quảng cáo cái gì, làm nhục nhã dòng họ. Nghĩ sao quảng cáo thiếu sức lát vậy con? Trời ơi là trời thiệt á. Mặt dễ sợ luôn á. Con đã nói rồi, đừng có coi rồi mà. Tại con không nói rõ. Xử nó đi. Trời ơi!